Mình xin chào cả nhà, mình chúc cả nhà năm mới vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Hôm nay mình mua này là cá lóc đồng, cá lóc đồng mình về để mình làm khô cá lóc đồng cho chị ở Sài Gòn. Này mình cạo sạch sẽ rồi, giờ mình cắt lại kỳ của người ta bận sẵn cho mình đó, mà nó chưa có sạch hơn. Giờ mình ướp ớt nè, nãy mình ướp muối vô rồi, giờ mình ướp ớt nè. Ớt tí xíu cái mình xay tiêu mình ướp vô. Ớt này nó mình xay nè. Ớt nè. Ớt thơm mà nó cay nè. Để chị đem về nước ngoài, chị giờ chị về Sài Gòn rồi, chị chuẩn bị đi. Bữa nay mình sẵn rồi, 4 bịch, mỗi bịch là nửa ký, có bịch này là không có ớt thì mình sẽ để sau phía sau này nè, chữ không ớt rồi về chị biết, chị có đặt là nửa ký không ớt, mình để ghim là cái nhãn này nó cũng khác nữa. Giờ mình cho vô thùng. Sấy dẻo làm 2 kg sầu riêng sấy dẻo, mỗi bịch vừa là nửa ký, còn mỗi bịch vừa là 1 kg, mình xin lỗi, đây là 2 kg 2 bịch. Còn đây là củ hoa, củ hoa sấy khô màu đẹp. Cái bịch này thì mình hút nó bị thì hơi nè, nhưng mà củ hoa mình đầu khô thì không sao, nó hơi còn còn bự chiếu thôi. Cái còn mình cái này là mình ép nó không có bị thì ra nè, rồi nó sát vô đây sấy khô rồi thì mình làm, mình khỏi cần, mình không cần nó hút sát cũng được nữa, nó sao cho sấy khô này luôn, bởi vì không thấy coi nó đẹp hơn nữa mà nó hơi cục kệnh xíu. Cái thùng này có hơi nhỏ, thì mình đổi thùng khác thôi. Mình cho củ hoa vô, 2 kg củ hoa là 4 bịch, 2 kg mãng cầu 4 bịch, 2 kg sầu riêng thì nó chỉ có 2 bịch thôi. Để mình coi vừa đầy luôn. Xin chào cả nhà. Bào củ hoa này là củ hoa mình lấy hột ra, hôm bữa thì mình bào củ hoa có hột, tại vì cái củ hoa nó non èo á, nên chị thì chị dặn củ hoa sấy mà không có dặn kỹ, tại vì thường thường củ hoa thì mình nó non thì mình để hột, chứ mình không có lấy hột ra, như giống như mãng cầu nó nguyên hột thì mình lấy ra, cho còn này bào này nhuyễn nó non èo á, cho nên thì cái mình gửi lên cái chị không chịu, nhưng mà củ hoa hôm trước á mà mua cũng khó mua nữa, tại vì nó hết mùa, khi mà khổ qua người ta tầm Tết á, từ qua Tết rồi là nó hết rồi, người ta mới tầm loại cho nên nó ít, thì với khổ qua nó cũng mắc nữa. Rồi bữa nay cái chị nói giờ chị không có lấy cái hộp,
cho nên sau này các chị mà muốn mua phú qua giờ muốn để hộp hay lấy hộp thì nói cho mình biết để mình làm, chứ để nhiều khi làm rồi thì cái đầu sấy này nè mình làm vậy chứ nó cực lắm, mấy chục ký mình còn được có 1 ký à, mình chở vậy nặng quá trời luôn à, cuối cùng còn có xíu à. Vậy mình lấy hộp ra. Mình lấy hộp cái gì thì nó nhẹ dữ lắm. Lấy hộp thường thường không không còn hộp là mình làm mười mấy 20 ký mới được 1 ký, mà này mình lấy hộp cái gì mình cũng không biết mấy ký mới được 1 ký nữa. Hủ qua của mình lấy hộp ra mình phơi khô rồi nè. Mình sấy cho nó khô xong rồi đem gần phơi đó lại nữa cho nó thiệt là khô khô đều hết. Để chị để lâu nó không có bị mốc. Này nửa ký hủ qua nhị lắm, nửa ký hủ qua tương đương với 10 ký hủ qua tươi. Nửa khô nó sạch rồi. Một nửa ký này nhiều dữ lắm nhiều, để lại cái bịch này luôn. Là củ qua sấy khô, củ qua không hạt, mình lấy hạt ra hết. Là 2 ký 4 bịch, 4 bịch cũng đủ rồi. 4 bịch này mình gặp mà củ qua còn tươi chở nặng này luôn, mấy chục ký. Nó còn xanh xanh thì mình dầu lọc nó dễ. Chọn ba, chọn ba lấy lấy. Chọn ba. Chọn ba. Đi vô, vô con. Con tài sữa với con cà phê nó bắt hồi lâu rồi. Con lấy cháu hả? Đi vô con. Con bắt cháu rồi ăn hả? Mình xin chào cả nhà. Mình chúc cả nhà có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hôm nay mình có chuối mùi nè, mình ép chuối đó, cái mình còn lại nãy chuối nè, mình để mình làm chuối chân nước cốt dừa, bột khoai bột bán, lâu lắm rồi mình cũng chưa có làm cái món này ăn, thì hôm nay mình làm cái món này để cho gia đình mình ăn. Thì mình lọc chuối ra nè, chuối này thì mình chân nguyên tái luôn, mình không có lọc, không có cắt ra, chân nguyên tái ăn nó ngọt, nó ngon lắm. Chân mình rây chuối này tái nó cũng không có được to không, nếu nhỏ nhỏ gì mình ăn nó ít ngán, còn cái chuối bự thì mình phải cắt ra, cái chuối này nhỏ nên mình để nguyên tái luôn. Nãy chuối này mình đếm là 4, 6, 8, 10, 12, 14 tái. Nãy chuối nhỏ nhỏ thì chứ nhiều tái.
Mình ướp đường nha nè. Mình ướp thì đây 3 muỗng đường. Những muỗng muối nhỏ. Này, mình cho nước vô để mình nấu. Mình cho nước vô ngập cái chuối để mình nấu. Mình còn chừa để hồi mình dắp nước cốt vô nữa. Rồi mình bắt nồi chuối lên để mình nấu. Nhìn chắc cọng bột khoai ra. Cọng bột khoai này ngày xưa người ta làm có lần giống như là mình làm bằng trận nha. Rồi mà nó có đủ màu luôn, màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Mà giờ sao người ta làm có một màu một mà cọng về thòn. Là làm đủ màu đẹp ghê. Mà nó có trận, có khía khía đẹp. Để làm cọng gì mà dài thòn mình ăn phải cắt ra. Cái này mình ngâm rồi nè. Bột khoai bột bán thì mình ngâm cho mềm hết. Mình có bắt lên cái chảo nước sôi nè để mình trụng cái bột khoai nè. Cọng bột khoai này mình trụng vậy để mình để vô cái chuối của mình nó không có ra nhựa. Chứ thôi mình không trụng gì cái mình để vậy nè. Vô mình nấu mà thấy mềm á, nó ra nhựa cái chuối chân của mình á, đặc sệt lại luôn á. Mình trộn cái này xong rồi mình trộn được bán thôi. Cái cọng này không đẹp bằng cái cọng mà có gân, có gân giống như mình sắp còn trộn. Mình vớt ra cái hồi nước lạnh nè. Để hồi nó kêu cái chân mình nó không có đặt kẹo lại. Nó hơi vừa sánh sánh lại là mình ăn nó ngon rồi. Mình cho bột bán vô mình trộn luôn. Mình để vô đây mình trộn luôn. Hồi đó mình dễ lấy ra. Mình khỏi đổ ra khỏi ghét. Giờ mình dắt nước cốt. Chuối mình chín nè. Mình cho nước cốt luôn. Nãy mình chế nước ít để mình để nước cốt nhiều cho nó bé. Đây mình cho bột bán vô luôn. Bột bán đó mình để gì cái mình đảo vô luôn. Mình thở vớt khỏe rồi. Mình cho bột khoai vô luôn. Cái mình chậm sôi lên rồi để coi. Chuối nè, cái chuối này mình chẻ ra cho 1 phút nữa tái là nó dần tươi, ruột dần tươi đẹp ghê không. Chuối này chế chín cây nè cho nên nó ngon. Bé ăn bột khoai nhiều phải không? Bột khoai bán nhiều ha. Một trái chuối bột khoai bán nhiều ha. Đó, kêu dĩa cho cái ăn chuối bột khoai bán nhiều. Còn mình thì một cái dĩa này ta nãy phút ăn nửa tái nè. Lâu lắm rồi mới ăn này nên giờ ăn phải ăn bù lại. Mình làm gì nè, cái bột khoai mình nó trộn lẫn nó ngon dữ lắm, bột khoai bán nè. Còn nếu mà mình không có tụng á, cái mình để vô đây một hồi là nó dính lại, nó nở ra, nó không có ngon. Nó mình làm gì nó mới ngon nè. Đó, mình cho đậu hồng vô cho nó hấp dẫn nè. Ăn vừa béo mà vừa thơm vừa ngon nữa. Dạ rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi mình mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Mời cả nhà cùng ăn mình. Phúc mời ông bà ăn. Mời ông bà ăn chuối. Rồi con mời ông bà ăn chuối đi. Ăn chuối.
Con mời ông bạn chuối đàng hoàng bưng lên, mời ông bạn chuối. Mời cả nhà mang chuối lên. Ừ, con mời ông bà hai tay. Hai tay bưng lên, mời ông bạn chuối. Chuối con chứ ăn chuối với mình. Chuối với con. Sao mà ăn chuối con ạ? Ừ. Nhận chuối với mình. Ăn chuối với con. Rồi ăn đi, đừng có giết khoáng dơ con. Ok đó. Chuối của mình béo ngon, chuối thì nó ngọt, còn nếu cốt thì nó béo. Phụng hai bán cho nhất thiệt ngon. Dạ. Ăn Phúc. Ăn đi con. Thấy anh cầm một vài dài. Ăn con, ăn đi. Ăn đi con. Để phóng xuống dưới. Nè, chảy xuống nè. Đẩy xuống đây đó, giỏi. Kệ ông bà mới khen. Đó, Phúc giỏi rồi, Phúc ăn gì ông bà mới khen á. Không ăn nữa. Ừ. Không ăn. Nha, đừng giết nữa. Đừng giết khoáng dơ, nghe không? Ăn. Có thêm bột hồng nó thiệt ngon luôn. Phúc đâu rồi? Đây à. Cầm một hai ngon quá rồi ngon. Tí da đi trong kè. Mẹ ăn một chút rồi. Ngon, béo quá chứ. Ngọt thì vừa ăn. Học một bát rồi. Phúc rồi. Phúc ăn nhiều. Em có hộp hỏng thơm ngon. Múc dùm tay nữa. Đây con múc cho. Lâu ăn nha. Mình lâu làm bánh, lâu làm cắp món ăn à. Tại vì mình bận làm ngày đồ á, cho nên mình ít làm. Có hồng hồng ơi. Có hồng hồng ơi. Ăn thiệt ngon luôn. Chị nào mà lâu ăn chuối á, nhớ làm chuối giống như mình vậy, ăn ăn ngon dữ lắm ngon. Chung bà khen rồi. Phúc nói ăn giặt ăn này kia nọ. Ăn bánh ăn kẹo nhiều hết. Cảnh này kẹo cô ba cho ăn hết chưa? Hết trơn. Cô ba ở Mỹ về cô ba cho hổng ăn hết chưa? Hết trơn luôn. Hết trơn luôn hả? Chuối của mình chưng ăn thiệt ngon luôn. Anh chị nào mình chưa có ăn, lâu hơn ngày ăn chuối rồi, mình hãy chưng lại ăn nha. Chưng giống như mình vậy nè, ăn mình bảo đảm là ngon luôn. Ăn một tới muốn ăn tới thứ hai nữa. Ăn ngon, mình ăn no chứ mình không ngán. Nó ngon, rất ngon. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã thời gian ra xem clip của mình. Mình chúc cho các anh chị và các bạn xem clip thật vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Anh chào ông bà, ông mẹ lại. Giỏi.